Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bi Huỳnh Senpai. Thì có 4 cách làm nổi một nhân vật chính trong anime. Đầu tiên nhé, là ngoại hình, tính cách này, câu chuyện và cuối cùng là trình độ trong thế giới mà họ đang sống. Thì Solo Leveling là một trong những anime hiếm hoi có main Sung Jin-gu, hội tụ đầy đủ những phẩm chất ưu tú của 4 cái mà tớ vừa kể trên, tạo nên sự thành công cho cái bộ manga này. Để tiếp nối video trước về nguồn gốc sức mạnh của thằng main và giúp các bạn hiểu hơn về cái nhân vật rất là thú vị này, thì hôm nay mời các bạn ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng nước rồi cùng mình liệt kê tất tần tật những cái năng cực kỳ bánh cuốn đã cùng Jin-gu đi từ một quá trình từ một thằng thợ săn tôm tép trở thành top 1 server anh em nhé. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên ghé qua shop BH Studio Thế Giới Anime ở link dưới phần mô tả ở bình luận để tạo ngay cho mình những cái pack anime, những cái poster siêu xịn nha các bạn nhé. Pack anime One Piece của bên mình là nhập chính hãng từ Bandai Nhật Bản luôn nha. Khi mua thì các bạn nhớ add mã giảm giá được free ship các bạn nha. Rồi, với các bạn thì tôi sẽ chia các kỹ năng làm 4 loại: cơ bản, bị động, chủ động và theo class. Kỹ năng cơ bản nhé, đó là làm chủ hệ thống. Sau khi sinh bản thân để cho người đồng đội chạy trốn tại sự kiện hầm ngục đôi, thì Jin-gu được kiến trúc sư, người tạo ra hệ thống kẻ giấu phần mềm ảo này. Mục đích của nó là giúp cho vua bóng tối Asborn dễ dàng hơn trong việc tìm thấy vật chứa là con người của mình. Do sức mạnh của ông quá lớn và với thể trạng bé nhỏ của họ, khi Sung Jin-gu bắt đầu khởi động hệ thống, cậu phát hiện ra rằng nó hoạt động y xì đúc một trò chơi điện tử. Khi cậu vượt qua nhiệm vụ và thăng cấp, cậu có thể tăng chỉ số cơ bản của mình và trở nên mạnh hơn. Đầu tiên, đấy chính là kho hàng không giới hạn. Sung Jin-gu mở ra một cái cổng không gian ảo, cất giữ những món đồ nặng nề không cần thiết trong quá trình mà mình đi hầm ngục, hoặc là chứa toàn bộ phẩm anh thu thập được. Nói chung nó giống như là một cái túi thần kỳ của Doraemon này các bạn. Ngoài ra thì Jin-gu trang bị mọi vật phẩm anh lượm được mà chả cần phải đeo nó, nhưng vẫn gọi là có được những cái hiệu ứng của nó. Giống như kiểu đèo một bộ giáp cồng kềnh lên người để tăng chỉ số phòng thủ, nhưng bản thân và người ngoài nhìn vào thì lại đều thấy cái bộ giáp ở ngoài, các bạn hiểu không? Đấy, kiểu thế. Sau khi tiêu diệt kẻ thù, chỉ cần chúng không quá yếu so với cậu thì sẽ nhận được kinh nghiệm. Cứ một cấp độ tăng lên thì sẽ được cộng những cái chỉ số tăng theo. Bên cạnh đó, các vật phẩm thu được từ các kẻ thù bị đánh bại còn có thể bán để có thể lấy vàng nữa các bạn. Từ đó tiêu xài này kia, mời gái đi ba đồ tốn mua ha. Đùa thôi, đùa, tôi đùa đấy. Thì cái vàng này ấy, thì các bạn có thể dùng để mua máu này, mua vũ khí này, mua áo giáp, nói chung mua được nhiều vãi cức. Chưa dừng lại đó, hệ thống còn có các chức năng thông minh khác như là tự động dịch ngôn ngữ của quái vật để nhân vật có thể hiểu và nói chuyện được với bọn chúng, hay hiển thị chỉ số thể hiện trạng thái sức mạnh hiện tại. Các chỉ số ấy bao gồm sức mạnh, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, nhận thức, trí thông minh, bla bla, nói chung nhiều lắm. Thì nãy giờ tôi kể các bạn nghe kể phát thôi, ông nội nào mà chơi game là biết ngay là nó như là một cái tựa game fantasy. Muốn trở thành một kẻ mạnh thì các tân thủ phải siêng cày level thông qua một thứ gọi là nhiệm vụ, và điều đó cũng áp dụng trong solo leveling. Với Sung Jin-gu là kẻ duy nhất được truy cập vào bảng nhiệm vụ để update bản thân mỗi ngày. Thì nhiệm vụ này nó có hai loại: nhiệm vụ hàng ngày và nhiệm vụ hệ thống. Nó cũng giống như các game mà các bạn hay chơi là nhiệm vụ ngày, nhiệm vụ tuần, nhiệm vụ tháng vậy đó. Nhiệm vụ hàng ngày thì bao gồm là 100 lần chống đẩy, gập bụng SWAT và chạy 10 km, nghe y chang là cái nhiệm vụ của thằng Saitama nó làm. Mỗi khi thực hiện xong thì anh sẽ được cộng 3 điểm chỉ số theo ý muốn. Còn lỡ mà ngày nào quên ấy, thì sẽ bị đưa vào một chiều không gian toàn là red khổng lồ và bị chúng hội đồng trong vòng 4 tiếng. Nói chung là bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, còn không là ăn hành. Các nhiệm vụ hệ thống sẽ được gửi trực tiếp từ admin trong một số trường hợp nhất định, và tất cả đều được giao deadline cần hoàn thành. Ví dụ chiến đấu với đối thủ có chỉ số khát máu cao, thanh mission sẽ kích hoạt, thanh nhiệm vụ sẽ kích hoạt ấy. Nếu tiêu diệt được chúng thì Jin-gu sẽ nhận được một viên đá cổ ngữ chứa đựng toàn bộ sức mạnh của kẻ đó. Ngoài ra còn có một số phần thưởng giá trị khi hoàn thành các nhiệm vụ đến từ hệ thống, như là hiệu ứng Warp Slayer thì sẽ tăng 40% sát thương khi chiến đấu với quái thú, trái tim đen thì sẽ cộng 100.000 điểm năng lượng giúp xài skill tẹt ga, vân vân và mấy mây. Trước khi thức tỉnh lần 2 với tư cách là một thợ săn hạng E thì thằng Sung Jin-gu này chỉ mạnh hơn người thường một tí thôi, nhưng lại kém xa so với những đồng nghiệp. Sau khi trải qua hàng loạt các nhiệm vụ lớn nhỏ để lên level như tôi vừa kể ấy, thì cấp tăng lên đồng nghĩa với mọi chỉ số cũng tăng lên theo, kể cả cái chỉ số IQ, LQ. Điều này giúp Sung Jin-gu trở thành một thiên tài chiến đấu mẹ luôn, có thể vạch ra một kế hoạch để có thể khắc chế kẻ thù trước khi mà chúng kịp nhận ra. Kiểu mẹ bố mày biết hết rồi, tao là faker, tao là bố chúng mày là con tao, kiểu thế. Với khả năng nhận thức tuyệt vời thì Jin-gu liên tục thích nghi những chuyển động của đối thủ và nhìn thấu hết mọi phong cách chiến đấu được cho là khó lường nhất. Thậm chí với bộ não toàn sạn sau này, cậu còn lấn sân vào nghề thám tử nữa, vãi cả đái thật. Cuối cùng là phải nói đến cái khả năng gọi là bất khả xâm phạm, khiến cậu miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý thông thường,
mọi chất độc, bệnh tật hay hiệu ứng xấu đến từ kẻ thù đều đéo thể ảnh hưởng đến Sung Jin-gu. Có một sự thật thú vị, thằng ánh Sung Jin-gu này ấy, nó chưa bao giờ say các bạn ạ, bởi vì hệ thống tự xem rượu là chất độc. Và khả năng hồi phục của thằng Sung Jin-gu rất là kinh ngạc, cho phép anh nhanh chóng hồi phục hầu hết tất cả các vết thương, vượt qua giới hạn của cơ thể mình để tái tạo lại các tế bào một cách rất là nhanh chóng. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đến cái phần gọi là kỹ năng chủ động. Kỹ năng chủ động là sao? Là các kỹ năng giúp thợ săn có thể sử dụng bất kỳ lúc nào mà họ muốn. Hiện tại các kỹ năng chủ động mà Sung Jin-gu học được thì nó bao gồm, đầu tiên đó là cái kỹ năng tàn hình. Đây là một cái kỹ năng tương đối hiếm thôi. Đại khái người kích hoạt nó có thể hòa nhập với môi trường xung quanh và che giấu mọi sự hiện diện của mình. Mặc dù kỹ năng này khá hữu ích nhưng đồng thời cũng hút rất nhiều năng lượng các bạn nhé. Trước khi chuyển sang chơi AB Pháp Sư Bùm Chiếu thì Jin-gu từng là hunter cận chiến chuyên sử dụng những cái như kiểu dao găm. Thế nên cậu chắc chắn không thể không có một cái bộ combo cho mình. Đầu tiên phải kể đến đó là yếu huyệt. Sung Jin-gu có thể nhìn ra các điểm yếu và tấn công vào nó để gây sát thương chí mạng. Sau đó cậu sẽ gây sát thương lên chính điểm yếu đó bằng cách ném dao găm. Vì là kẻ thừa kế sức mạnh của cựu thiên sứ Asborn nên Main còn có quyền năng của kẻ thống trị. Kỹ năng này không hề thao tổn mana mà còn giúp Gu điều khiển được đồ vật mà không cần chạm vào chúng. Cấp kỹ năng càng cao thì đồ vật có thể điều khiển càng lớn. Sau này thằng Jin-gu nó còn kết hợp giữa 3 skill yếu huyệt, ném dao găm và quyền năng thống trị làm thành cái wombo combo spam dao găm từ xa tấn công mọi hướng. Dẫu vậy, đứng một chỗ mà múa dao thì cũng không được con mắt cho lắm. Nhớ kẻ địch úp sọt sau lưng thì cũng hẹo. Vậy nên việc tự trang bị cho bản thân một cái chỉ số phòng thủ thật cao luôn là cái điều ưu tiên. Bằng cách tập trung mana xung quanh mình, cậu nghĩ ra cách build lên bộ giáp màu đen tuyền dọc cơ thể. Bằng cách này có thể khổng lồ hóa và tạo ra một cái gọi là phiên bản cao to đen hôi hơn gấp nhiều lần kích thước thật của cậu. Đây được coi như là một cái kích thước phòng thủ tuyệt đối. Do vậy nếu lỡ xui rơi vào cái tình thế bị bao vây thì con bài tủ nỗi sợ của rồng sẽ được tung ra. Để kích hoạt thì Jin-gu chỉ cần gào thật to làm cho phần lớn kẻ địch xung quanh dính trạng thái xấu và hoảng loạn ngay lập tức. Rồi, chúng ta đến phần kỹ năng bị động các bạn nhé. Kỹ năng bị động thì nó chỉ có thể tự động kích hoạt khi mà đạt đủ điều kiện. Ví dụ như tôi chơi Block Foot thì tôi phải ăn đập nhiều thì tôi mới đủ gọi là điều kiện để gọi là kích hoạt cái tộc V4 của tôi. Còn trong solo leveling thì đầu tiên chúng ta phải kể đến cái ý chí hồi phục. Khả năng này được kích hoạt khi bất kỳ phần cơ thể nào của chủ nhân bị đứt rời, sau đó nó sẽ phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên đây chỉ là một kỹ năng tạm thời có được sau khi Sung Jin-gu tái thức tỉnh. Đi kèm với ý chí hồi phục là trường sinh, giúp loại bỏ tất cả hiệu ứng xấu và tăng mạnh chỉ số liên quan đến việc chữa lành. Mọi dịch bệnh, độc tố và hiệu ứng giảm chỉ số đều được xóa bỏ. Đồng thời, khi ngủ, sự trao đổi chất của cơ thể sẽ được khuếch đại nhanh hơn người bình thường. Nếu trong combat khi thanh máu xuống thấp hơn 30%, nội tại bất khuất sẽ được kích hoạt giúp giảm 50% sát thương nhận. Còn nhỡ mà chết có bã luôn thì Sung Jin-gu vẫn được tái sinh một lần nữa, với điều kiện là cậu đang mang trong người trái tim đen, một cái vật phẩm của Asborn mà tôi vừa kể. Lúc này tim của cậu sẽ chính thức bị đắc hóa, Jin-gu sẽ transformation trở thành chúa tể bóng tối. Rồi, chúng ta cùng đến với cái phần ok nhất, đó là kỹ năng theo class. Kỹ năng theo class thì chỉ có thể nhận được sau khi làm nhiệm vụ chuyển class. Mỗi class sẽ có một cái bộ kỹ năng riêng. Với Sung Jin-gu thì đó là toàn bộ quyền năng của 1 triệu hồi sư, sau này là hoàng đế bóng tối. Đầu tiên thì cái kỹ năng này là kỹ năng xuất hồn. Đây là tuyệt kỹ cơ bản của 1 triệu hồi sư, cho nên không tiêu tốn mana. Xuất hồn cho phép Jin-gu triệu hồi bóng ma từ những cơ thể không còn sự sống. Đối tượng càng mạnh và thời gian chết càng lâu thì chiết xuất càng khó và ngược lại. Sau khi xuất được linh hồn đấy ra, Main sẽ hấp thụ nó và trở thành chủ nhân của cái thành chiến binh đấy. Kẻ được hấp thụ có thể được triệu hồi và thu lại bất cứ đâu, khi nào mà chủ nhân muốn. Sau khi đã thông thạo cái thuật này thì Jin-gu có thể lưu trữ đến 150.000 linh hồn để xài dần, hay thậm chí lên đến 10 triệu linh hồn khi trở thành chúa tể bóng tối. Phải cả đái thật. Sau này cậu còn học thêm cái kỹ năng hoán đổi vị trí với bất kỳ bóng ma nào mà cậu đã triệu hồi. Hiện tại thì chưa có thông tin nào về việc giới hạn khoảng cách, tuy nhiên skill này cần 2 tiếng để countdown các bạn ạ. Rồi, chúng ta đến với chiêu tiếp theo, đó là cái ultimate tối thượng của Pháp Sư Bóng Tối. Đấy chính là bành trướng lãnh địa, hay còn gọi là lãnh địa bóng tối, trải rộng chính cái bóng của mình ra phạm vi hàng chục mét vuông. Tất cả lính ở đứng ở bên trong đều được tăng 50% mọi chỉ số. Từ bóng tối nào hưởng hiệu ứng bấp này sẽ đổi từ màu xanh sang tím. Rồi, và đó là tất cả những cái kỹ năng làm nên tên tuổi của thằng Sung Jin-gu này. Nó nhiều vãi cả đái luôn các bạn, thấy không? Nói chung thằng này không thể nào mà oảng được với một cái thằng nam chính mà nó trong bộ phim thế này thì éo thể nào mà có thể kết liễu được nó, trừ khi nó đéo phải nhân vật chính. Ok chưa các bạn?
Rồi, nếu các bạn yêu thích video này, đừng quên lại cho tôi một like, share và đăng ký kênh lâu lên 1 triệu sub vãi nổi mấy năm mẹ rồi. Giờ tôi mới có thời gian tôi try hát lại, nên là các bạn đăng ký nhiều vào nhá. Ok, bye bye. Đăng ký đề, like nữa nhá. Thank you.